Quang Linh chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Giảm Cân Khoa Học cùng Hạ Quang Linh. Các bạn thân mến, việc chúng ta giảm cân 80% phụ thuộc vào quá trình ăn uống của chúng ta, 20% là do kiên trì và tập luyện thể dục thể thao. Vậy làm thế nào khi mà chúng ta vừa kiên trì tập thể luyện thể thao rồi, chúng ta vừa ăn uống tốt rồi mà chúng ta có thể giảm cân nhanh hơn nữa? Thì hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho bạn một cái điều, đó là buổi tối thì chúng ta nên làm gì để giảm cân nhanh hơn. Đây sẽ là một cái cách mà để cho chúng ta áp dụng vào mỗi buổi tối đối với mỗi bạn trong quá trình giảm cân của mình. Đầu tiên, các bạn hãy ăn tối sớm mà không ăn vặt nữa. Các bạn cũng thấy lịch trình 24 giờ cơ thể chúng ta sử dụng nó để hoạt động. Nếu như chúng ta làm trái với nhịp sinh học này, cơ thể của chúng ta sẽ gặp những cái rắc rối. Và lịch trình ăn uống của bạn đóng vai trò hết sức quan trọng. Khi bạn ăn uống vào đúng cái giờ, ví dụ là 6 giờ tối, thì cái lịch trình của bạn là 6 giờ tối, cơ thể của bạn tự động nó sẽ đến lúc để hấp thụ thức ăn và đến lúc đấy nó sẽ đói. Và nếu như chúng ta mà giữ nguyên được cái lịch trình ăn uống như vậy sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt. Còn nếu không, chúng ta không giữ nguyên được như vậy, chúng ta thay đổi liên tục thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta. Và nếu như bạn ăn vặt sau khi ăn tối thì sẽ bị tăng cân, bởi vì khi bạn ăn vặt như vậy thì cái lượng TDEE của bạn sẽ vượt quá. Nên bạn lưu ý, chúng ta chỉ ăn vặt khi mà cái lượng TDEE của chúng ta nó, lượng ăn vào của chúng ta nó nhỏ hơn lượng TDEE, tức là lượng mà năng lượng chúng ta tiêu thụ ra bên ngoài. Calo in chúng ta phải nhón calo out thì chúng ta hãy ăn vặt, còn không chúng ta không nên ăn vặt. Tại vì ăn vặt buổi tối rất là dễ bị tăng cân, bởi vì bạn sẽ vượt quá cái TDEE. Hai, đó là ăn tối vừa phải và tập trung ăn. Một bữa tối vừa phải là có nhỏ hơn 800 calo là một bữa tối vừa phải các bạn. Các bạn không cần ăn quá nhiều, hãy ăn đủ chất, đúng chất. Không nên ăn quá nhiều, nó sẽ bị dư thừa calo. Và nếu như bạn ăn tối quá nhiều mà gần vào giấc ngủ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của bạn. Chính vì vậy, hãy ăn vừa phải với mức khoảng nhỏ hơn 800 calo. Không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nó còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn do phải hoạt động quá tải sau một ngày dài. Dạ dày của bạn, đúng không ạ? Hệ tiêu hóa của bạn đã hoạt động từ sáng đến trưa đến chiều tối rồi, mà bạn ăn vào buổi tối muộn quá nhiều ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa bạn, nó không được nghỉ ngơi. Và một điều lưu ý tôi muốn khuyên bạn, có rất nhiều người vừa ăn vừa xem TV, vừa ăn vừa xem điện thoại. Nó sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn và rất là khó kiểm soát được calo. Bởi vì khi các bạn không tập trung vào các bạn ăn, thì các bạn ăn lúc đấy, hệ thần kinh trung ương của bạn nó sẽ không tiếp nhận được cái việc ăn uống của các bạn. Nó sẽ không đi xuống dạ dày để bạn cảm nhận được cái điều no như vậy. Chính vì vậy bạn sẽ ăn nhiều hơn, và khi ăn nhiều hơn thì lượng calo bạn sẽ không được kiểm soát được tốt. Thì lúc đấy bạn sẽ dễ bị tăng cân. Chính vì vậy, hãy ăn tối vừa phải và tập trung ăn là một cách cho bữa tối giảm cân tốt. Ba là đừng tập luyện quá gần giờ ngủ. Và những buổi tối hay là đêm, các bạn không nên tập những cái bài kháng lực và tập tạ, bởi vì nó cũng không quá ảnh hưởng nhiều đến cái chỉ số trao đổi chất của các bạn để giúp cho các bạn giảm cân. Tập gần buổi tối ấy, nó sẽ làm bạn hưng phấn và tăng huyết áp, lúc đấy sẽ làm bạn rất là khó ngủ. Và bạn chỉ nên tập trước khi ngủ ít nhất là 2 giờ thôi các bạn nhé. Tập ít nhất trước 2 giờ. Còn đối với yoga, để các bạn tập thì nó rất là tốt trước khi đi ngủ. Bạn để tập khoảng 15 phút trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn các bạn ạ. Đây là điều cực kỳ là tuyệt vời. Đó, và hãy tập yoga trước khi đi ngủ thì là được. Còn đừng tập dây kháng lực và tập tạ các bạn nhé. Bốn là đừng uống quá nhiều nước. Ở đây là tôi kể là tất cả các đồ uống các bạn ạ, kể cả là sữa. Các bạn không nên uống quá nhiều nước, bởi vì thận lúc ấy bạn sẽ phải làm việc quá tải. Và khi thận mà làm việc quá tải thì bạn sẽ phải đi vệ sinh rất là nhiều. Đi vệ sinh nhiều thì dẫn đến tình trạng bạn sẽ bị mất ngủ. Và nếu như bạn không ngủ ngon thì rất là khó để bạn giảm được cân các bạn ạ. Đối với những cái đồ uống kích thích như là rượu bia, chẳng những nó còn làm hại cơ thể của bạn mà còn làm giảm khả năng giảm cân và giảm mỡ các bạn. Vì nó phải dùng cái quá trình đó là đẩy tất cả những cái chất độc hại ra khỏi cơ thể. Đó, những cái chất kích thích ra khỏi cơ thể. Nó không thể nào hoạt động tiếp được cái quá trình trao đổi chất để giúp cho các bạn giảm mỡ được. Chính vì vậy, các bạn hãy lưu ý giúp cho Linh là đừng uống quá nhiều nước. Tất cả các đồ nước, rượu, bia, trà hay là kể cả sữa cũng không nên uống quá nhiều vào buổi tối các bạn nhé.
5 là hãy đảm bảo một giấc ngủ ngon. Theo các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày làm tăng chỉ số trao đổi chất nên giảm cân sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và một số lưu ý về giấc ngủ để các bạn có một ngủ giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn nữa là các bạn nên loại bỏ tất cả những thiết bị di động vì ánh sáng xanh của chúng sẽ làm gián đoạn cái việc sản xuất melatonin. Đây là một thứ mà khiến cho bạn buồn ngủ. Nếu như các bạn mà xem nhiều quá, các bạn xem nhiều quá những cái đồ thiết bị di động, nó sẽ làm bạn không còn đến buồn ngủ nữa. Đó, và nên ngủ trước 23 giờ tối các bạn ạ. Và khi xem nhiều điện thoại, nó sẽ sản sinh ra cho bạn cảm giác đói và kháng insulin. Các bạn cũng biết là khi đói các bạn ăn vào rất khó kiểm soát calo, đúng không ạ? Và kháng insulin thì insulin rất là quan trọng cho quá trình giảm cân của các bạn. Nếu như các bạn kháng nó đi thì nó sẽ khó giảm cân. Và một điều tuyệt vời tôi muốn dành đến cho các bạn là tôi có một thực đơn dinh dưỡng giảm cân trong vòng 7 ngày. Đây là thực đơn tôi đã xây dựng để gửi tặng cho các bạn để giúp các bạn giảm cân mà không cần phải tập luyện vất vả. Hãy ấn vào đường link bên dưới ở cái video này để nhận ngay cái thực đơn dinh dưỡng này. Chắc chắn bạn sẽ giảm cân thành công ngay tại nhà. Hãy nhớ tập luyện, ăn uống. Tập luyện chiếm 20%, ăn uống chiếm 80% trong quá trình giảm cân các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video Hạ Quang Linh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu thấy video Linh hay ý nghĩa, đừng quên chia sẻ video giúp Linh nhé. Đó là động lực để Linh làm những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.